Vâng, xin chào các bác đến với kênh Thiên Xe Đạp. Và hôm nay em giới thiệu các bác một mẫu siêu phẩm Media Lumper Recato mới về bên em. Vâng, xe được trang bị cấu hình rất là khủng đó nhá, xuất từ trường Âu. Vâng, đây là một mẫu xe rất hot bên em. Bên em mới về, dòng xe đua chuyên nghiệp. Vâng, bây giờ em xin giới thiệu tổng thể chiếc xe. Vâng, tổng thể xe có tông màu trắng, những điểm nhấn là dòng chữ Media đen xanh rất là nổi bật trên khung xe. Đây là một mẫu xe đua Media xuất trong thị trường châu Âu rất là chuyên nghiệp. Các bác có thể lên trên mạng để tham khảo thêm mẫu Media Lumper ra Recato, dòng cao cấp của dòng nhất của dòng Media đó thôi nhá. Xe làm từ hợp kim nhôm siêu nhẹ. Vâng, trong quá trình sử dụng thì không tránh khỏi xe qua sử dụng có một vài vết xước nhỏ trên khung xe, nhưng tổng thể xe vẫn còn rất là mới và đẹp, tầm 9% xe. Đây là những cái vết ố trên khung xe đó thôi. Thì cái dòng mẫu Merida này ở giữa đây có cái bản rộng rất là to cho những cái đường xé gió cho bác vận động viên đạp. Đây là một mẫu xe rất là tốt và cũng là một mẫu siêu phẩm bên em mới về, Lumper Recato. Thì trước đây em có về một chiếc Merida này rồi, nhưng mà đời thấp hơn dòng Merida này. Các bác ở trên mạng để tham khảo thêm về cái mẫu Merida Lumper Recato này. Tổng thể xe em có khoảng tầm 90% xe, một vài vết xước nhưng mà không ảnh hưởng đến tổng thể xe cả, thì xe đã qua thị trường sử dụng rồi. Đây, aluminium 6066 A6066 AL. Các bác có biết là những dòng nhôm siêu nhẹ thì có dòng 6061. Thì đây là một mẫu dòng cao cấp nhất của cái dòng nhôm tốt nhất và thương hiệu cao lớn cao nhất. Đây, AL6066. Các bác có thể lên trên mạng để tham khảo thêm về cái mẫu nhôm cao cấp siêu nhẹ này. Nó cao cấp hơn cả những dòng nhôm 6061 đó nhé. Xe của Sa Châu là Center Tô Size S B Slide. Thế hợp các bác cao từ 1m6 đến 1m7. Nhôm cao cấp siêu nhẹ, có thể đánh giá ngang với những cái dòng carbon rất là nhẹ lắm nhá. Em chỉ áng chừng khoảng tầm 8 cân thôi. Đây là một mẫu xe chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp. Đấy, bản của Media phải to hơn những mẫu xe thông thường khác. Đời cao cấp xe vẫn được trang bị với xe rơm sườn của Ford FSA. FSA các biết là chuyên những dòng của Ford Di Đông và cầu tiên của Mỹ rồi, rất là nổi tiếng. Và xe được trang bị thêm người chủ cũ nâng cấp thêm với ghi đông càng cua carbon. Đây cho bác nhé, đây là ghi đông càng cua bản rộng, giúp bám chắc và lực xé gió lướt tốt hơn khi khung người đổ về phía trước, làm từ carbon. Đây, vâng, tay quấn thì qua quá trình sử dụng thì nó hơi cũ, các bác có thể về thay tay quấn. Đây, xe được trang bị với bộ tay lắc cao cấp của Shimano Piaga. Và bên này cũng là bộ tay lắc của Shimano Diaga. Đây là một mẫu dòng Media đua cao cấp nhất mới về bên em, dòng đua Media Lumper Recato. Thì đằng trước là sử dụng với cặp vành DK. Vâng, vành DK này thì được người chủ, đây cái vành Mavic này là kem kem dán, được người chủ cũ dán chứ không phải là vành Mavic đó nhá.
Đây là tem dán này. Còn chính hiệu của nó là dòng vành DK. DK thì các biết là một hãng vành nổi tiếng của thương hiệu Ý rồi. Đằng trước đây là Mayer là vành đây của Java. Đây DK Captiva. Đây là mẫu vành cao cấp của dòng thương hiệu Ý. Đây đằng trước vành DK. Lốp còn rất là mới luôn nhá. Xe được sử dụng cụm phanh 3 mạch chính hãng của Merida PCR PRC. Đây là mẫu phanh 3 mạch cao cấp dòng của dòng xe đua Merida. Phanh 3 mạch. Cặp vành này là vành đổ, vành đĩa. Đấy. Vành hai lớp đĩa. Cao bản hơn so với những vành thông thường của những cái dòng xe đua. Đây là một dòng xe đua bán chuyên nghiệp ở bên thị trường châu Âu đây. Rất là cao cấp. Và xe được người chủ cũ lưng thêm với cái ghi đông xe làm từ carbon đó nhá. Giảm trọng lượng của xe rất là nhẹ. Đùi đĩa nhôm 2 tầng. Và điều đặc biệt là người chủ cũ nâng cấp thêm với cặp Mayer cặp bê đan cá của chính hãng Shimano, rất là cao cấp các nhá. Đây đây là mà bê đan cá có thể các bác đi chuyên nghiệp, bạn chuyên nghiệp có thể đi cài vào giày. Rất là nhỏ gọn. Đây là một mẫu bê đan cao cấp rất là đắt tiền. Được người chủ cũ nâng cấp thêm. Gạt đĩa cũng là của Shimano Tiagra các nhá. Nguyên là group của Tiagra chính hãng. Và như những video trước em đã nói thì những dòng xe cao cấp của xe đua thường thì những cái bộ khung trước, bộ khung ở giữa đây thì có một hõm sâu này giúp cái lực đẩy và đưa người phía trước đạp tốt hơn, lực tốt hơn. Đấy, đạp bon và nhanh hơn. Đây là mã số vạch thông số của xe chính hãng. Các bác có thể lên tham khảo thêm về cái mẫu xe đua cao cấp này, Media Lumper Reato. Vẫn là ghi đông dẹp của dòng xe cao cấp Merida. Ngoài yên xe đây, có thể thấy rõ. Đấy, rất là nhỏ gọn. Yên xe vẫn còn rất là mới, chưa có vết rạn lứt gì cả. Thì các bác nhắn tin em qua những Zalo hỏi về những dòng xe đua cao cấp thì hôm nay em đã về một chiếc cao cấp của Merida đây. Vâng. Xe được trang bị với group nguyên củ đề Shimano Tiagra. Trang bị với 10 tầng lip các bác nhá. 10 tầng lip, 2 đĩa chủ động của xe han tốc độ. So với những cái dòng của xe đua thì 10 tầng lip này là những cái dòng xe cao cấp nhất hiện tại rồi. Đấy, lip và xích còn rất là mới luôn nhá. Đây em phải quay lại cảnh cho bác xem. Và cũng một điều đặc biệt nữa là xe được trang bị với cặp Mayer cối lổ của chính hãng Sava hiệu Đức. Đây các bác có thể theo dõi em quay nhẹ một vòng cho bác xem nhé. Rất là lổ đanh. Vành trước thì là của hãng Java hiệu Ý, thì vành sau được nâng cấp thêm với cặp Mayer cối lổ của chính hãng Sava Đức, cũng là vành đĩa. Đây, đó là bản to. Đấy, các bạn có thể thấy rất là đanh. Đây là một mẫu xe Merida cao cấp nhất hiện tại bên em, làm từ hợp kim nhôm AL6066. Siêu nhẹ nhé con nhé. Một mẫu xe cao cấp trang bị với 10 tầng lip, rất là khủng, gần như là những dòng xe đua là cao cấp nhất rồi. Được người chủ cũ nâng cấp lên rất nhiều đồ chơi trong xe nguyên bản mà rất là cao cấp. Và bây giờ anh xin đánh giá tổng thể chi tiết hoạt động của xe. Và bây giờ anh xin đánh giá hoạt động của chi tiết của xe đây. Lên lip này. Xích và lip còn rất là mới. Vâng, chuyển động rất là trơn tru và mượt mà. Xe được nâng cấp với cặp Mayer cối lổ chính hãng của Sava các nhá. Cơ mà là xe còn rất là cao cấp. Xuống lip này. Xe được trang bị với 10 tầng lip.
gần như là cuối cùng của bộ chuyển động của xe rồi, đồ Shimano kia gara ra. Đấy, nó là xe chính vàng rồi, rất là khó và đanh nhá. Bên là tầm đĩa này, xuống đĩa này, và lên đĩa, rất là trơn tru và mượt mà. Đấy, người chủ cũ có lưng cấp thêm với cặp mà bê đan hiệu Shimano rất là bé đó nhá. Đấy, bê đan cài dày rất là cao cấp của Shimano. Và con cấp thêm với ghi đông xe carbon dòng cao cấp của Media Lumper Zetato. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe cao cấp Media Lumper Zetato xuất trong thị trường châu Âu. Vâng, xe được người chủ cũ nâng cấp thêm với cặp may lần trước, vành DK của Java thương hiệu Ý và vành sau của thương hiệu Sava thương hiệu Đức, Mayer cối lổ, trang bị nguyên một group TGRA rất là cao cấp, 10 tầng lip, 2 đĩa. Và ghi đông xe được người chủ cũ nâng cấp thêm ghi đông carbon và bê đan Shimano dày, bê đan cá các bác nhé. Xe được làm từ hợp kim nhôm AL6066, hợp kim nhôm siêu nhẹ, cao cấp hơn cả những hợp kim mà em đã giới thiệu qua các bác là 6061. Đây là một mẫu xe cao cấp nên đơn ma là xe rất là nhẹ, tầm hơn 8 cân thôi. Vâng, có giá rất tốt bên em, xe rất tốt bên em là 11.800.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943, hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp để đăng ký hỗ trợ. Và em cảm ơn các bác vào chương ngày mai.